Dạ vâng, em luôn xin chào toàn thể các bác và em luôn xin gửi lời kính chào cả nhà nhé. Và vẫn cứ như thường của các ngày chủ nhật hàng tuần thì em xin phép là quay những cái sản phẩm mà em thanh lý. Các bác thân mến, là các bác cùng nghe em giới thiệu và nghe em báo giá. Các bác xem hợp với món sản phẩm, món đồ nào thì các bác sẽ gọi điện trực tiếp cho em nhé. Hai số máy của em đó là 0365888988, 0368915555. Em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương và có thể giao hàng toàn quốc. Các bác thân mến, đây là những sản phẩm em thanh lý, em đồng ý cho các bác của anh em nhận hàng kiểm tra test thử các bác nhé. Nó có hay với giá tiền các bác bỏ ra thì các bác nhận hàng. Còn nếu mà các bác bảo là anh mua cái này giá 2 triệu mà chất âm của nó anh nghe không hay bằng 1 triệu thì các bác có quyền chuyển hoàn lại, thì các bác hỗ trợ tiền cước 2 triệu cho shop là ok các bác nhá. Các bác thân mến, em nhấn mạnh lại là những sản phẩm em thanh lý, em đồng ý cho các bác của anh em test và nghe thử, không hay các bác chuyển hoàn lại các bác nhá. Chỉ những đồ em thanh lý, những đồ nó bị lỗi, bị hỏng em sửa chữa thì em đồng ý cho các bác kiểm tra, vì lý do là sợ là các bác nghĩ là đồ này nó sửa chữa rồi nó sẽ không hay như thế, đúng không ạ? Thì là các bác cứ test thử luôn các bác nhá. Ok, em xin phép vào việc luôn các bạn. Có lẽ là hôm nay sẽ bị nhầm giá một số sản phẩm đấy, vì lý do là bây giờ nó xếp chồng lên đây rồi các bác ạ. Xếp chồng lên đây rồi ạ. Em sẽ quay con đẩy 3UOHB đầu tiên này. Con OHB DA1, hôm nọ con DA5 thì em bán rồi. Đấy, hôm trước cũng quay một video rồi ạ. Hôm nay quay video nữa. Con đẩy này cho anh em giá 4 triệu nhá. Con này để cho anh em giá 4 triệu này. Con đẩy này là rất hay, đẩy sò sắt, con này lành và bền. Và các bác thân mến, là tất cả những con đẩy ở đây là những con đẩy em mua thanh lý và đã có sự chỉnh sửa của anh em kỹ thuật. Em không giấu các bác một điều gì nhá. Giới thiệu rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, báo rõ về tình trạng sản phẩm, thuận mua vừa bán, em không muốn và em không làm sai các bạn. Em không muốn làm sai và em sẽ không bao giờ làm sai. Đó, không bao giờ mua danh thì mất 3 vạn, bán danh chỉ mất 3 đồng thôi ạ. Ok chưa? Anh em cứ kiểm tra, thấy giá hợp lý, chất lượng thì anh em mua, ủng hộ cho em. Con này 4 triệu, đánh những đôi loa full bass 30-40 thoải mái, thừa công suất, tiếng hay. Nó sử dụng những dòng sò sắt xịn của Mexico. Kể cả súp 50 đơn, một kênh đánh một quả các bác nhá. Ok chưa? 4 triệu đồng. Tiếp theo ạ, hơi khó cho em này ạ. Anh em đóng nắp vào rồi rất là khó, phải xem ruột mới biết là công suất ạ. Xem ruột mới biết là giá ạ. Hôm nay là video ngày ngày hôm nay là ngày 22 các bạn. Ngày 21. Vâng, ngày hôm nay là ngày 21 ạ. Đấy. Để em quay em bán cho toàn thể các bác nhá. Con đẩy này, một con đẩy 4 kênh. Mỗi một kênh đánh thoải mái cho một quả 30 và một quả 40. Để cho anh em giá là bao nhiêu? 4 triệu rưỡi. Hôm nay có thể bị nhầm giá các bạn. Con số 3 này, ghi rất là rõ này. Con số 3, 4 triệu rưỡi. Đó, 4 triệu 500 ngàn đồng. Còn con bao nhiêu? Đây nha các bác nhá, có con 435 này. 435, 4 triệu rưỡi, 4 triệu rưỡi nhá. 435 là 4 triệu rưỡi này. Còn con 254, để xem là chắc chắn là bị nhầm giá các bạn. Thực sự là sẽ bị nhầm giá. Nói chung là những con đẩy 4 kênh ở đây nó có giá từ 4 triệu các bạn. 4 triệu này, 4 triệu rưỡi này và 5 triệu rưỡi. Ở đây rất nhiều những con đẩy 4 kênh. Em sợ sẽ bị nhầm giá. Đây các bác nhá. Đấy, riêng con 435 này là em chắc chắn là 4 triệu rưỡi là giá hợp lý này. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5 này, 6 này. 6 con đẩy 4 kênh, giá từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu, đến 5 triệu rưỡi. Xin các bác của anh em một cuộc điện thoại. Và muốn mua con tầm bao nhiêu tiền thì em sẽ báo cho được không ạ? Bây giờ đóng năm này em không nhớ được rồi ạ. Đấy, nhưng giá này là quá hợp lý các bác nhá. Giá quá hợp lý. Và em giới thiệu luôn là thôi hôm nay để em bao ship cho cả nhà luôn đi các bác nhá. Con này 4 triệu em bao ship cho cả nhà luôn này. Con này 4 triệu rưỡi em bao ship cho cả nhà luôn này. Úi dồi, con này nặng đấy. Con này ship tiền trăm đấy ạ. Ok, tiếp theo này các bác ạ. Sang bên đây cái đã. Đây em có một quả súp điện. Quả súp điện này là quả súp điện bát 30. Em giới thiệu luôn là mẫu của JBL. Quả súp này là thùng đóng Việt Nam. Em mua bát này, mua mạch điện này,
một thùng về em ráp lên. Quả súp này em ráp lên là mục đích này là kỷ niệm cho một người anh, nhưng anh của em không lấy nữa. Em ráp lên mất 1,5 triệu. Các bác nhá, một quả súp điện bát 30. Anh em là mua để lại cho 1,5 triệu. Ok chưa? Mới tinh nhá. Tiếp theo ạ, một con vang CB, con này như mới luôn này. Con vang CB VF8 Pro cộng này. Như mới nhá, 1,000,000 các bác nhá, 1,000,000 này. Ok chưa? Tiếp theo con đẩy 4 kênh của CB này. Con đẩy CB 4 kênh con này để cho anh em với giá là bao nhiêu? 4,000,000 các bạn. CB 4 kênh 4,000,000 này. Ok chưa? Tiếp theo đó là 3 con đẩy 3 kênh nhá, em quay 3 đẩy 3 kênh. 123. Một kênh đánh súp, 2 kênh đánh full để cho anh em 4,5 triệu. Con đẩy 3 kênh các bác nhá, LVFX. Ok chưa? Con tiếp theo đó là con đẩy DKD King DPA 550. Con này thì báo cáo toàn thể các bác là phải mở ra cho các bác xem ruột thì các bác biết được chất của con này các bác nhá. Con này chạy 16 xoắn sắt. Để em bỏ anh em mở lắp. Tân mở ra anh em lắp ra. Em mở lắp các nhá. Tiếp theo, một con đẩy LA 1.0 2,000,000. Con này đánh đôi 30 thoải mái, đánh đôi 40 thì hơi yếu. Con thứ hai này. Đấy, con này nhá, 3U nhá, mặt không được đẹp lắm. Tải thanh lý, các bác cứ nhận hàng test, nếu mà hay với giá 2,000,000 các bác nhận. Còn bảo là không hay với giá 2,000,000 các bác chuyển hoàn lại cho em. À, em chấp nhận ạ. Đấy, các bác hỗ trợ em tiền cước. Tiếp theo ạ. Tiếp theo đó là đôi loa B3X12i, đôi này đã sửa lại loa bát. Anh em sửa rất đẹp, giá 11,000,000, thùng gỗ màu đen. Thùng gỗ màu đen, thùng gỗ cũng rất là đẹp. Không xấu thùng ạ. 11,000,000 các bác nhá. X12i hàng chính hãng bãi xịn nhá. Đã sửa lại loa bát ạ. Đôi loa Watford bát 30. Đôi loa này còn zin, đôi loa này em mua lại của anh em đổi các. Đôi loa này bác khách hàng mua 9,500,000 đồng. Và thị trường vẫn đang bán 9,500. Ok chưa, em mua lại của anh em 5,000,000. Để cho các bác 5,000,000. Bao đẹp zin nguyên bản, chưa sửa chữa. Giá quá rẻ, khuyến cáo đôi loa này không mở được mạnh. Đôi loa này mở nhỏ thôi ạ. Đôi loa 3G audio, đôi này đã sửa lại loa tép. À xin lỗi các bạn, đã sửa lại loa bát. Giá thị trường nó khoảng 11,500,000. Sửa lại loa bát em để cho anh em với giá 6,500,000 đồng. 6,500,000, ok chưa? Đấy, một con đẩy so sắt. Ok chưa? Một con đẩy so sắt em mua lại của anh em Hải Phòng. Em mua lại của anh em ở dưới Hải Phòng. Con này á, đẹp. Đấy, nhôm sáng bóng. Các bạn, 16 so sắt, thị trường nó bán khoảng 5,5 triệu đến 6,000,000. Em để cho anh em với giá 4,000,000 đồng. 4,000,000 đồng, các bạn nhá. Ok chưa? 4,000,000 đồng con đẩy này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 16. Linh kiện trắng bốp các bác nhá, linh kiện trắng bốp. Vâng. Ok chưa cả nhà? Đấy, đấy tất cả những sản phẩm em bán thanh lý. Các bác có nhu cầu mua sắm thì có thể gọi điện trực tiếp cho em để em nhắn tin qua Zalo cho cụ thể. Với những sản phẩm em bán thanh lý thì em rất là ngại nó có một cái gì đó mà các bác không hài lòng, rồi lại bảo là em luôn bán hàng không đúng, rồi em luôn lừa đảo, em không thích các bác nhá. Đấy, về quan điểm của em, tất cả những đẩy em thanh lý ở đây đều có sửa chữa rồi. Còn sửa nhỏ hay là nặng thì em không rõ anh em sửa cái gì. Riêng có một con đẩy DKD kinh em mua lại của anh trai dưới Hải Phòng. Đấy, thì chưa sửa các bác nhá, thì chưa sửa. Ok chưa? Ok, cảm ơn cả nhà. Hãy gọi điện cho em với hai số máy nhá. 0365 888 988, 0368 591 555. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.